hỏi: "Con thường nghe nói rằng tất cả những hành động của chúng ta đều sẽ trở thành chủng tử trong thức thứ 8. Con không biết giữa thức thứ 8 này và 7 thức trước có mối quan hệ ra sao?" Đáp: "7 thức trước là cùng làm việc với nhau trong thân thể chúng ta. 7 thức đó đều chịu sự chi phối của thức thứ 8. Nếu phân tách ra thì 7 thức đó cũng không có trách nhiệm gì mà lãnh trách nhiệm lại là thức thứ 8. Nhưng đến lúc cuối cùng, khi thức thứ 8 không thể điều khiển được 7 thức trước thì con người sẽ chết. Lúc chết, thức thứ 8 rời khỏi thân thể sao hết, nhưng lúc nhập thai thì nó lại đến trước tiên. Cho nên nói, đi sao tới trước làm chủ ông. Thức thứ 8 là chủ nhân ông. Nếu y không tới thì 7 thức kia cũng không có tác dụng gì. 7 thức đều do thức thứ 8 mà có. Nếu nó bị hư hoại thì 7 thức kia cũng bị hoại luôn. Giống như bộ phận tống dầu trong đầu máy xe mà bị hư thì các bộ phận còn lại đều không có tác dụng gì cả." Hỏi: "Chị của con hiện nay đang thân cận với phái tà giáo, mà giáo phái này giả mượn cớ là hộ pháp của Bồ Tát Địa Tạng để quảng cáo lừa bịp người. Vậy con nên làm sao cho chị con quay đầu trở lại?" Đáp: "Trước hết con phải tự hiểu biết cho rõ ràng, tức chị con sẽ quay đầu về." Hỏi: "Kinh A-di-đà nói, chúng sanh mà trì niệm được danh hiệu Phật thì có thể vãng sanh mang nghiệp về thế giới cực lạc. Nhưng trong đạo Phật thì lại nhấn mạnh là con người nên tự lập, tự lực cánh sinh thì mới có thể thành Phật được. Vậy hai đạo lý này có phải là xung đột với nhau không?" Đáp: "Khi con niệm Phật, đến lúc nhất tâm bất loạn, vậy ta hỏi con, đó là Phật đang niệm hay là con đang niệm? Ta tin rằng thì cũng vẫn là trông cậy vào sự khổ công của riêng con thôi." Hỏi: "Làm sao để được ly khổ đắc lạc?" Đáp: "Là ở ngay trong khổ mà đắc đạo, tức là phải chịu khổ nhiều thêm một chút, vì chịu khổ sẽ hết khổ." Hỏi: "Chú tâm của chú Lăng Nghiêm là gì?" Đáp: "Một đoạn dài của chú tâm là Dajitu, Nan, Inali, Phiseti, Pila, Basela, Tuli, Bantur, Bantuni, Baselaben, Nipan, Husin Dulu Yongben, Subihi." Hỏi: "Nếu thật như con bố thí các phiền não của con cho Ngài, vậy thì con còn thừa lại gì?" Đáp: "Con không còn phiền não, nhưng tôi thì có phiền não. Như vậy không phải là càng tốt hơn hay sao? Bởi vì tôi có thể chịu đựng được mà." Hỏi: "Tông Quy Ngưỡng và các tông như Lâm Tế, Tào Động và các tông phái khác có chi không giống nhau?" Đáp: "Không có gì là không giống nhau. Tất cả đều là con người chưa được thành Bồ Tát thôi." Hỏi: "Tại sao có một số người tuy không ăn chay nhưng họ lại không ăn thịt bò?" Đáp: "Vì bò giúp chúng ta cày ruộng, cho nên có một số người không nỡ lòng nào mà ăn thịt chúng. Động lòng trắc ẩn này mọi người đều có." Hỏi: "Bổn phận tu hành của người xuất gia và người tại gia có gì là không giống?" Đáp: "Người tại gia là cận sự nam và cận sự nữ. Người xuất gia là quyến thuộc của Phật. Người tại gia không thể tính là quyến thuộc của Phật. Người xuất gia thì tâm phải thanh tịnh và ít dục vọng. Người tại gia có thể không quá nghiêm khắc như người xuất gia, vì người tại gia có thể kết hôn, còn người xuất gia thì phải độc thân. Cho nên một bên là thanh tịnh và một bên là không thanh tịnh vậy." Ha ha ha,